Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề về công nghệ. Đó là chủ đề là niềng răng thời đại 4.0. Bởi vì là rất nhiều các bạn mà trong giai đoạn gần đây có hỏi email và chúng tôi có hỏi thắc mắc là: bác sĩ ơi, liệu rằng là tại sao cái khay này lại dịch chuyển được răng, và các cái hãng nó có khác nhau hay không, và cái điều quan trọng là điều gì đối với cái khay niềng răng suốt này. Thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ nói sâu hơn về một cái thời đại công nghệ chỉnh nha bằng công nghệ số, bằng khay trong suốt. Thì mời mọi người xem thì ngày hôm nay thì tôi sẽ biểu diễn một cái quy trình để cho mọi người xem sẽ hiểu, có phần nào hiểu hơn nó sẽ như thế nào. Mình chào mừng các bạn đã có mặt tại chương trình Kiến thức niềng răng, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube của bác sĩ Nam Bùi. Cứ đúng 8 giờ hàng ngày, các bạn hãy vào kênh YouTube và gõ từ khóa Nam Bùi Vinalight và xem video nằm trên cùng nha. Rất mong sự đón nhận nồng nhiệt từ các bạn bằng cách đăng ký kênh và share các video của mình để nhiều người biết tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp nhé. Cái khay này nó chỉ là một cái công cụ thôi. Nó chỉ là cái để truyền cái lực tác động lên răng, là giúp răng di chuyển thôi. Thế còn cái gì để tạo ra cái khay như này? Và thực sự thì khi niềng răng thì chúng ta chỉ dùng một khay hay là nhiều khay thì chúng ta hãy xem. Thì ví dụ như là tôi sẽ biểu diễn thực tế trên một cái khách hàng. Thế thì khi mà một người mà bị lệch lạc răng đến ấy, thì các bạn sẽ được quét cái mẫu hàm, và từ cái mẫu hàm đó sẽ đưa số hóa vào hệ thống máy vi tính. Thì ví dụ như là trên cái phần mềm này chúng ta thấy rằng là họ đã số hóa, chúng tôi đã số hóa vào cái hàm răng bằng cái mô hình 3D, cái file 3D trên phần mềm như thế này. Đây là hàm trên, thì chúng ta thấy là cũng khá là có khe thưa này, lệch lạc này. Hàm dưới này thì chúng ta thấy rằng là có bị chen chúc. Thì bây giờ mình sẽ biểu diễn luôn cái cách làm. Thì tất cả những cái quy trình đối với khay niềng răng trong suốt này thì đều do bác sĩ Nam Bùi và cái đội ngũ của tôi thực hiện trên các phần mềm, các kỹ thuật sẽ thực hiện cách tiêu chuẩn trên phần mềm. Thì chúng ta hãy xem là trong khoảng 15 phút thì tôi sẽ dịch chuyển cái răng như thế nào. Và chúng ta có thể là bắt đầu dịch chuyển các cái răng này trên phần mềm. Thì các cái răng này sẽ được tính toán các cái chuyển động rất là chính xác. Đây, tôi có thể zoom lên cho các bạn xem. Đấy, tính toán các cái chuyển động một răng, tức là chúng ta sẽ nhìn thấy thực tế là cái răng nó dịch chuyển đến cái vị trí như thế nào. Đấy, bao nhiêu mm chúng ta có thể nhìn ra được rất là chính xác. Chúng ta vừa xem cái cuộc nói chuyện của tôi và vừa xem đấy, các răng có thể dịch chuyển được như thế nào, rất là chính xác đến từng độ và từng mm. Cái răng này thì cần đánh lún xuống một tí vì nó đang bị trồi, đang cửa đang bị trồi, chúng ta sẽ đánh lún xuống. Cái răng nanh này thì cũng đang bị nghiêng, chúng ta sẽ đánh lún, đang dịch chuyển. Đấy, làm sao mà đưa về một khớp cắn rất là hợp lý. Đây gọi là răng nanh hay gọi là răng nanh. Thì chúng ta sẽ dịch chuyển các cái răng này theo đúng như phác đồ điều trị tiêu chuẩn. Ok. Đấy, chúng tôi có thể di chuyển trên cái phần mềm. Và đối với hàm trên ấy, thì chúng ta thấy có các khe thưa. Ok. Đấy, chúng ta có thể nghiêng những cái vị trí các cái răng mà bị nghiêng này để chúng ta ép vào trong cung. Rất là chính xác, bởi vì khi mà chúng ta sẽ tính ra từng các cái độ nghiêng của cái răng. Còn đối với mắc cài thì chúng ta phải gắn cái hạt mắc cài trên răng một cách chính xác, và từ đó thì cái dây cung nó mới tác động. Nó còn cái dịch chuyển của các cái răng này thì nó phải rất là chính xác. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thì đều phải có những kiến thức về cái vấn đề sinh lý di chuyển răng, chứ không phải là cái này cứ cái phần mềm nó dịch chuyển là được, mà
Mà cái này cần phải có một cái kiến thức về niềng răng, về cơ sinh học, về sinh lý niềng răng như thế nào, thì lúc đấy chúng ta mới có thể tác động được cái sự dịch chuyển của cái răng một cách hợp lý. Đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái răng nó đã dịch chuyển theo theo đúng những cái phác đồ điều trị. Rất nhiều những cái bạn khách hàng của tôi khi mà đến thì đều được xem cái kết quả điều trị cho cái hàm răng như thế nào. Đấy, chúng ta thấy rằng là cái răng bắt đầu dịch chuyển. Về khớp hai hàm thì về cơ bản là chúng ta phải chỉnh cả hai hàm. Vì sao? Bởi vì là để cho nó khớp với nhau. Rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là bác sĩ ơi, liệu rằng là em chỉnh một hàm có được hay không? Đấy, thì tôi nói luôn là cái việc chỉnh một hàm ấy thì là không nên. Bởi vì là lúc chỉnh đẹp cái hàm trên rồi, ví dụ chỉnh đẹp cái hàm trên rồi thì lại không khớp với hàm dưới, thì như thế thì nó thực sự là không có một khớp cắn tốt được. Đấy, chính vì vậy mà mình cần phải nên chỉnh hai hàm. Thì cái việc chỉnh những phần mềm này nó đòi hỏi một cái kiến thức. Đấy, thì về cơ bản là trên ví dụ trên khách hàng này thì hôm nay thực ra là để quay video nên là tôi chỉ biểu diễn một cách sơ bộ như thế để chúng ta hiểu được về cái quy trình dịch chuyển răng trên phần mềm như thế nào. Đấy, người ta đã thiết kế ra các phần mềm dịch chuyển răng rất là hiện đại. Đấy, thì các bạn có thể thấy là dịch chuyển rất là hay, đúng không ạ? Thế thì như này thì chúng ta đã thấy rằng là các răng đã được dịch chuyển đến đúng cái vị trí mong muốn, đưa lại khớp cắn hoàn hảo, khép hết các khe thừa. Và chúng ta có thể nhìn lại tổng quát được một cái quy trình dịch chuyển của cả cái hàm răng này ra sao. Đấy, chúng ta có thể, tôi sẽ zoom lên cho các bạn thấy là các răng nó đang dịch chuyển. Thế thì khi mà các cái răng này dịch chuyển đến cái vị trí ví dụ như chúng ta đã mong muốn, chúng ta có thể tính được là cái răng này nó vào bao nhiêu mm. Ví dụ như tôi có thể biểu diễn cho các bạn xem đây. Ví dụ như đây là của hàm trên, thì cái màu xanh ấy là cái màu trước khi dịch chuyển, còn cái màu trắng là chúng ta có thể thấy là sau khi dịch chuyển nó được như vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy màu xanh là trước khi dịch chuyển và màu trắng, chúng ta có thể xem lại cái sự dịch chuyển này trên cái lát cắt này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là cái răng nó đang dịch chuyển rất là hay, đúng không ạ? Dịch chuyển như thế này. Thế thì sau khi mà được một cái kế hoạch rất chuẩn xác như thế này rồi thì tôi sẽ đưa vào các hệ thống in 3D, tức là từ cái mẫu hàm dịch chuyển nhà tôi xuất file ra. Đấy, xuất file ra các mẫu in 3D, và các mẫu in 3D nó sẽ in ra một loạt các khay như thế này. Đây là một loạt các khay. Thế thì nó, thực ra đây nó chỉ là một cái mẫu, một cái lần dịch chuyển răng thôi. Trên cái phần mềm mà các bạn vừa nhìn thấy vừa xong sẽ xuất ra một loạt các cái lần di chuyển răng. Ví dụ như là một lần di chuyển răng ấy, theo sinh lý của nó là 1 mm chẳng hạn, thì tôi sẽ dịch chuyển là 1 mm trong một lần di chuyển răng, và nó sẽ in ra một loạt các cái khay. Và từ cái mẫu in này thì chúng tôi sẽ dùng các cái hệ thống máy ép và ép ra các cái khay này. Và một cái khay như thế này thì thực ra nó sẽ ứng với một lần di chuyển răng. Thế thì rõ ràng các bạn đã thấy rằng là cái quy trình niềng răng kỹ thuật số hóa nó là như thế, tức là nó rất là hiện đại, có thể tính toán chính xác trên phần mềm dịch chuyển răng đến vị trí như thế nào, bao nhiêu độ mà chúng ta có thể nhìn thấy được trên phần mềm. Và cái việc cái khay này ấy, nó chỉ giúp chuyển cái lực tác động vào răng là làm cho răng đều thôi. Chính vì vậy cái răng, cái khay này thì trong rất nhiều video tôi đã nói rồi, nó chỉ làm công cụ mà thôi. Thì cái điều quan trọng nhất đối với cái niềng răng trong suốt này là gì? Chính là cái kế hoạch điều trị trên phần mềm nó có thực sự đã đạt tiêu chuẩn hay không, và ai sẽ là người lập cái kế hoạch trên phần mềm cho bạn. Thì cái phác đồ điều trị thì nó rất là đa dạng. Trên cùng một bệnh nhân ấy, trên cùng một khách hàng thì một người này có thể ra một phác đồ điều trị này, nhưng người khác thì lại ra một phác đồ điều trị khác, nó khác nhau. Còn phần mềm nó chỉ, tôi nhắc lại lần nữa, là cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Chính vì vậy mà cái phác đồ điều trị tiêu chuẩn thì chúng ta phải thêm hình ảnh, chụp hình ảnh ngoài miệng này, chụp phim X quang trên đấy chúng ta mới quyết định. Ví dụ như là trong cái trường hợp của bạn có nhổ răng hay không này, hay là có di xa này, hay có xẻ kẽ này, hay có nong hàm, thì chúng ta phải lập cái phác đồ điều trị. Và trên phần mềm thì bác sĩ sẽ
đội ngũ của tôi sẽ dựa trên tất cả các yếu tố đấy thì sẽ lập một cái phác đồ điều trị cho bạn. Thì từ đó mới ra cái khay này chứ. Về cơ bản cái khay này nó chỉ là một phần trong tiến trình điều trị mà thôi. Chính vì vậy mà hy vọng rằng là khi mà xem xong cái video này thì các bạn đã hiểu một phần nào về một cái quy trình chuyển nha kỹ thuật số cũng như là cái vai trò và tính năng của cái khay này. Thì xin cảm ơn anh chị em đã xem cái video của tôi. Và nếu mà chúng ta thực sự vẫn chưa hiểu hoặc thắc mắc điều gì thì hãy inbox hoặc là email vào cái hòm thư của tôi thì tôi sẽ dành cái thời gian mà giải thích, hoặc là đội ngũ của tôi sẽ giải thích cho các bạn một cách cụ thể và chi tiết. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.